Ok, xin chào các anh chị khách hàng yêu quý của Velo. Chúng ta sẽ có được một cái thành phẩm có thể nói là vô cùng là cao cấp và là một giải pháp thượng lưu cho đôi mắt của chúng ta. Ở đây thì chúng ta sẽ có được một cái cặp tròng kính đa tròng đổi màu. Chúng ta sẽ có mức giá niêm yết của nó lên đến là 26.980.000 đồng, tức là gần 27 triệu. Đó. 27 triệu cho một cái cặp tròng kính thì đây sẽ là một cái giải pháp có thể nói là cao cấp nhất ở trên thị trường hiện nay. Chúng ta sẽ có được một cái đa tròng và Belo sẽ xếp hạng nó là đa tròng thượng lưu. Đó. Một cái đa tròng có thể nói là không thể có quá nhiều người chúng ta có thể mua được và sở hữu được. Tuy nhiên thì nó sẽ là những cái cặp đa tròng có những cái công nghệ tối tân nhất, giúp cho chúng ta có được cái trải nghiệm đeo có thể nói là nuột nà và thoải mái nhất, nhờ những cái công nghệ đỉnh cao cũng như là những cái thông số cá nhân hóa cao cấp mà Essilor mang lại cho chúng ta. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ có được một cái cặp tròng kính của chú Tôn Gia Văn, và cũng có thể nói đây là một đại gia tại Hà Nội. Chúng ta sẽ có được những cái thông số như là thông số cá nhân hóa personalization này, chúng ta sẽ có NVB này, Near Vision Behavior này, những cái thói quen nhìn gần của chú Tôn Gia Văn thì cũng đã được mã hóa và được kiểm tra tại Belo với những cái thiết bị dụng cụ chuyên dụng. Và mắt phải của chú Tôn Gia Văn thì chúng ta sẽ có được độ loạn nhìn xa là -1 độ. Chúng ta sẽ có độ cận là 0 độ này. Mắt trái thì chú sẽ không có độ. Đó, mắt trái 0 độ và loạn 0 độ. Rồi, và với khu vực nhìn gần thì chú Tôn Gia Văn sẽ có được cái độ áp là 2,75. Có nghĩa là mắt phải chúng ta sẽ là nhìn gần là 2,75 loạn 1 độ. Còn mắt trái của chúng ta sẽ là viễn 2,75. Và có rất nhiều những cái thông số cá nhân hóa khác thì cũng đều được Belo trực tiếp kiểm tra và đem lại cho chú. Rồi, và chọn bộ thì chúng ta cũng sẽ nhận được những cái vỏ bao hết sức là quyền lực như thế này. Chúng ta sẽ có độ mắt phải này, độ mắt trái này. Đó, và chúng ta sẽ có những cái thông tin rất là rõ ràng. Đây thì là một cái thẻ chứng minh thư trong kính này, dành riêng cho dòng đa tròng thượng lưu Varilux X-Series. Thì chúng ta sẽ có cái thẻ này. Đây chúng ta sẽ có những cái thông tin như là Varilux X này, chúng ta sẽ có chiết xuất 1.50 này, đổi màu gen 8, màu nâu trà này, lớp váng phủ là Chrysorup, chống chảy sữa gấp 3 lần. Đó. Chọn bộ thì chúng ta khi mà chúng ta mua thì chúng ta cũng sẽ nhận được đầy đủ như là chú Tôn Gia Văn đã đến kiểm tra trực tiếp tại Belo. Rồi, và bên cạnh kính Varilux X-Series thì chú Tôn Gia Văn có mua cho mình một cái phiên bản cọng kính Tom Ford. Đây là một cái thương hiệu mà có thể nói là rất là trẻ trung, giúp cho chú đeo có những cái phong cách nó sẽ rất là trẻ, và chọn bộ Tom Ford tại Belo thì cũng sẽ có đầy đủ như thế này. Những cái kiểu đóng hộp rất là quen thuộc của Tom Ford rồi. Bao nhiêu năm nay rồi họ vẫn duy trì duy nhất cái kiểu đóng hộp này thôi. Những cái hộp Tom Ford này cách đây mười mấy năm thì cũng vậy, mà đến bây giờ cũng vậy. Đó. Tom Ford họ thiên về những cái thiết kế nó đơn giản, trang nhã, và những cái chữ T đặc trưng của Tom Ford được kéo dài từ gối kính cho đến phần đầu của càng kính. Ok, những cái vật liệu nhựa dày bản của Tom Ford đã trở thành một cái signature của thương hiệu rồi. Và đây, cái phiên bản này thì chúng ta sẽ có được cái phần ve kính giúp cho nâng đỡ mũi khi mà chú Tôn Gia Văn đeo lên. Nó tròng kính nó sẽ được ổn định nhất ở trên mặt của chú Tôn Gia Văn. Và khi mà chúng ta đeo những cái gọng có ve thì lúc đó thì cái tâm mắt của chúng ta được giữ rất là chắc. Và đây cũng sẽ là một cái thiết kế gọng mà Belo recommend, tức là Belo khuyến nghị các anh chị chúng ta sử dụng khi mà chúng ta lắp đa tròng. Khi mà chúng ta lắp đa tròng thì cái việc mà ổn định tâm mắt nó sẽ rất là quan trọng. Thì với những cái gọng nhựa mà nó sẽ không có ve kính như này thì khi mà chúng ta ra mồ hôi hoặc là chúng ta mũi chúng ta thấp thì nó sẽ rất là dễ bị trượt. Do đó là những cái thiết kế mà có ve như thế này nó sẽ rất rất là phù hợp để chúng ta lắp đa tròng. Và với thành phẩm Varilux X-Series thì chúng ta sẽ đi kèm ở đây thì chúng ta sẽ có được những cái sơ đồ ký hiệu này. Đấy. Thì sau khi mà Belo bàn giao cho chú thì Belo cũng sẽ xóa cái ký hiệu này đi. Đó. Đầu tiên thì ở đây chúng ta sẽ có được cái công nghệ mà Essilor vô cùng tự hào trên dòng Varilux X-Series, đó là công nghệ X10. Khác với cả kiểu từ thay đổi số độ từ trên xuống dưới như là những cái dòng Varilux
Physio, Comfort Max hay là Liberty hay là tất cả những cái loại đa dòng khác ở trên thị trường. Thì với X10 chúng ta sẽ có được cái kiểu phân bố theo kiểu tổ ong, nó sẽ giúp cho chúng ta bắt nét tốt hơn rất nhiều khi mà chúng ta thay đổi những cái vùng nhìn. Đó, chúng ta sẽ hạn chế được cái việc cử động đầu nhất với cả Varilux X-Series với công nghệ X10. Và để mô tả cho cái công nghệ này thì Essilor họ cũng sẽ có một cái hình mô tả ở đây. Thì ví dụ như là với những cái đa tròng thông thường á, thì nó sẽ có một cái tiêu điểm duy nhất ở trên một khu vực của tròng kính thôi. Thì khi mà chúng ta nhìn gần này thì chúng ta hơi phải nhấc cằm lên. Đó, hơi nhấc cằm lên để đưa mắt xuống đến cái điểm mà nó thích hợp để chúng ta nhìn rõ được các cái vật thể xung quanh bàn làm việc của chúng ta. Khi mà chúng ta đi lái xe này thì chúng ta nhìn cái tablo đằng trước này, chúng ta nhìn cái màn hình ở trên màn hình thì chúng ta thấy nét, thì khi mà chúng ta liếc ra chúng ta nhìn gương thì chúng ta sẽ thấy mờ. Và còn với Varilux X-Series thì chúng ta sẽ có được một cái độ thoải mái rất là nhiều. Đó, những cái vùng nhìn nó được phân bố rất là sát nhau và nó theo một cái cấu trúc tổ ong như thế này, thì nó sẽ giúp cho chúng ta không phải cử động đầu để chúng ta thay đổi vùng nhìn. Đó, chúng ta còn có thể giữ nguyên cái tư thế, một cái tư thế tự nhiên để chúng ta có thể nhìn được tất cả những cái vật dụng xung quanh. Ví dụ ở đây chị này đang sử dụng một cái văn bản hoặc là một cái iPad chẳng hạn ở khoảng cách 42 cm, thì khi mà chị muốn nhìn cái màn laptop ở khoảng cách 51 cm thì thay vì chị phải quay đầu và điều chỉnh cái tư thế cằm hoặc là điều chỉnh cái tầm mắt, thì chị chỉ cần đưa mắt sang một chút thôi thì chúng ta đã nhìn rõ ngay lập tức cái máy tính này rồi. Đây là một cái công nghệ mà có thể nói là niềm tự hào của Varilux X-Series, đa tròng thượng lưu cao cấp nhất ở trên thị trường hiện nay. Và thêm nữa thì chúng ta sẽ có thêm những cái công nghệ nổi bật khác ở trên Varilux X-Series như là Synchron Eyes, tức là cái công nghệ này thì nó cũng đã có thể nói là xuất hiện ở trên cái dòng Varilux Physio rồi, nhưng mà nó được đẩy lên một cái tầm cao mới trên Varilux X-Series. Thì cái công nghệ này nó sẽ giúp cho phối hợp cái hoạt động của cả hai mắt khi mà chúng ta nhìn. Ví dụ như là các anh chị sẽ thấy là khi mà chúng ta nhìn một vật mà nó nằm ngay thẳng phía trước đó, thì cái khoảng cách giữa vật đó đến mắt trái và mắt phải của chúng ta nó sẽ là như nhau. Tuy nhiên thì trong cuộc sống của chúng ta thường chúng ta sẽ không có nhìn thẳng một điểm, một vật ở ngay trước mặt mình như vậy, mà chúng ta sẽ cần nhìn liếc sang một bên. Và khi mà chúng ta thay đổi những cái vật thể mà chúng ta muốn nhìn, ví dụ như chúng ta đang lái xe, chúng ta muốn nhìn cái màn hình ở trên tablo ô tô, thì chúng ta sẽ cần phải liếc sang bên phải, phải không ạ? Đó. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta liếc sang bên phải thì cái mắt phải của chúng ta nó sẽ ở gần vật thể hơn so với cả mắt trái. Đó. Và khi đó thì với những cái đa tròng thông thường á, thì cái mắt phải chúng ta nó ở gần hơn và cái góc nhìn nó thẳng hơn thì nó sẽ vẫn rơi vào cái vùng nhìn thấy, và nó sẽ vẫn nét ở mắt phải. Tuy nhiên thì cái mắt trái do cái vùng nhìn nó bị chệch hơn và nó sẽ đi vào cái vùng nhiễu của đa tròng, do đó là chúng ta nhìn đôi lúc là chúng ta sẽ bị chống chánh. Thì với cái việc mà áp dụng cái công nghệ Synchro Eye này thì nó sẽ tối ưu cho chúng ta những cái góc nhìn nó sẽ rất là rộng và nó sẽ đem đến những cái hình ảnh sắc nét song song ở cả mắt phải và cả mắt trái, đem lại cho chúng ta một cái tầm nhìn mở rộng, vùng nhìn vượt trội. Đó, và ở đây thì Essilor họ cũng có đề cập cho chúng ta là vùng nhìn mở rộng vượt trội và nó sẽ giúp cho chúng ta dễ thích nghi nhất. Cái điều mà các anh chị chúng ta khó thích nghi nhất khi mà đeo đa tròng đó chính là gì? Đó chính là chúng ta liên tục, ví dụ là chúng ta nhìn một cái xe máy chạy qua chẳng hạn, thì nó sẽ chạy qua từ bên trái sang bên phải này, phải không ạ? Chứ nó không được đứng im để cho chúng ta nhìn. Thì khi mà cái xe này chúng ta nhìn theo cái xe này đó, thì không phải lúc nào đầu chúng ta cũng sẽ quay theo cái xe, mà đôi khi là mắt của chúng ta nó sẽ di chuyển thôi. Thì khi di chuyển như vậy thì chúng ta sẽ trải qua vùng nhiễu này, vùng nhìn rõ này, xong rồi lại đến vùng nhiễu này, đó, xong rồi lại đến vùng nhìn rõ này. Thì như vậy thì nó sẽ làm cho bộ não của chúng ta rất là khó thích nghi. Thì với cái công nghệ Synchro Eye này thì nó sẽ giúp cho hai mắt của chúng ta có một cái thị lực nét song song ở các cái góc liếc khác nhau, do đó là nó đem đến cho chúng ta một cái sự thoải mái và giúp cho chúng ta dễ thích nghi nhất có thể. Rồi, và cái công nghệ tiếp theo là công nghệ nano optic. Đây là công nghệ mà giúp cho xóa bỏ hiện tượng gợn sóng
khi mà chúng ta nhìn gần. Khi mà chúng ta nhìn gần thì chúng ta cái góc mắt của chúng ta khi mà chúng ta nhìn xuống dưới này đó thì cái góc của nó cũng đã thay đổi, và khi mà cái góc nhìn nó thay đổi thì nó sẽ dẫn đến là cái hiện tượng quang sai. Và cái hiện tượng quang sai này nó sẽ gây cho chúng ta cái sự khó chịu khi mà nhìn gần. Thì rất nhiều các anh chị chúng ta có chia sẻ về lâu là chúng ta cũng có cảm giác là chúng ta nhìn gần một lúc và chúng ta thấy bị mỏi mắt, là do mắt của chúng ta phải điều tiết rất là nhiều khi mà chúng ta nhìn gần. Thì với cái công nghệ nano optic này thì nó sẽ xóa bỏ hiện tượng gợn sóng khi mà chúng ta nhìn gần cũng như là ở hai cạnh bên của tròng kính đó. Tất cả những cái vùng biên này của tròng kính thì nó sẽ được xóa bỏ cái hiện tượng gợn sóng, nó đem lại cho chúng ta một cái tầm nhìn nó cân bằng giữa cả ở vùng trung tâm và cả ở các cái vùng rìa này, để giúp cho chúng ta có một cái vùng nhìn nó rộng nhất, nó tự nhiên và nó thoải mái nhất rồi. Và như vậy đây là ba cái công nghệ X10 Nano Optic và Shrink Synchro Eye, thì nó sẽ giúp cho chúng ta có được một cái trải nghiệm đeo đa tròng có thể nói là cao cấp và tốt nhất ở trên thị trường hiện nay. Và không chỉ có những cái công nghệ ở trên tròng kính mà chúng ta sẽ còn có những cái thông số của chúng ta sẽ được cá nhân hóa. Ví dụ như ở đầu clip thì chúng ta đã có được cái NVB đó. NVB này tức là cái thói quen nhìn gần đấy, near vision behavior. Thì cái thói mỗi người sẽ có tư thế và thói quen riêng khi thực hiện cái công việc nhìn gần. Khi chúng ta cầm iPad thì mỗi người có một cái cách cầm iPad nó khác nhau, độ nghiêng của iPad khác nhau, độ xa gần của iPad khác nhau đó. Và tất cả những cái thói quen này thì sẽ đều được ghi lại nhờ cái thiết bị iRuler được Essilor cung cấp tại Belo, để giúp cho chúng ta ghi lại được cái thói quen nhìn gần của các anh chị, đem đến cho chúng ta những cái góc liếc nó thoải mái nhất đó. Góc liếc này, khoảng cách này, nghiêng qua hai bên này, thói quen nhìn gần này, nó sẽ tạo nên cho chúng ta một cái tư thế nhìn gần. Và thêm nữa là chúng ta sẽ có được cái công nghệ fit đó, thì nó sẽ có là chúng ta sẽ có được cái tối ưu theo cái loại gọng mà chúng ta lắp. Ví dụ như ở đây chúng ta lắp gọng Tom Ford, thì giữa các cái loại gọng khác nhau thì nó sẽ còn có những cái độ nghiêng của mắt kính khi chúng ta đeo nó khác nhau đó. Những cái độ nghiêng này nó khác nhau thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái phần số độ của chúng ta, do đó là chúng ta cũng sẽ được đo những cái độ nghiêng này. Và thêm nữa là chúng ta sẽ có được cái độ cong của gọng kính này đó. Rất nhiều những cái gọng kính nó rất cong này, hoặc là những cái gọng kính nó rất phẳng này, thì những cái thông số này thì sẽ đều được đo nhờ cái iRuler. Và thêm nữa là cái khoảng cách từ đỉnh mắt đến mặt sau của tròng kính, từ đỉnh mắt của chúng ta đến mặt sau của tròng kính, nó cũng sẽ được tính toán, để nó cũng sẽ được ghi nhận, và từ đó để giúp cho Essilor họ có được một những cái thông số cần thiết để giúp cho chúng ta có được một cái cặp tròng kính với độ cá nhân hóa cao nhất ở trên thị trường hiện nay rồi. Và cặp tròng kính này thì cũng đã sẵn sàng để bàn giao cho chú Tôn Gia Văn trong buổi chiều ngày hôm nay đó. Và Belo cũng rất là cảm ơn sự ủng hộ của chú, một vị khách hàng vô cùng là thân thiết tại Belo. Trước đây thì chú hay quen dùng dòng Varilux Comfort Max đấy, và sau khi mà chúng ta đã trải nghiệm Comfort Max rồi thì dòng Varilux X-Series là một dòng đa tròng mà chúng ta rất là nên trải nghiệm. Ok rồi, và trong nhà thì nó sẽ trong suốt như thế này, và chúng ta sẽ có đổi màu gen 8 khi mà chúng ta đi ra ngoài trời nha, với màu đổi là màu nâu trà đấy. Trên một cái cặp tròng kính này thì nó có thể nói là nó bao gồm những cái công nghệ tối tân nhất của Essilor ở trên thị trường hiện nay. Chúng ta sẽ có thiết kế tròng kính, đó là đa tròng thượng lưu Varilux X-Series với những cái công nghệ như là Varilux X10 Nano Optic hay Synchro Eye. Với váng phủ thì chúng ta sẽ có Chrysorob chống chảy xước gấp 3 lần, dễ làm sạch gấp 2, và chống UV hai mặt của tròng kính, chống bám hơi nước, dễ lau chùi, dễ vệ sinh. Và thêm nữa là chúng ta sẽ có phôi hấp thụ ánh sáng xanh có hại trong nhà và đổi màu theo cường độ tia UV khi đi ra ngoài nắng, và chúng ta sẽ có được cái mức độ đậm màu lên mức độ Class 3 đó. Và các anh chị sẽ thấy là khi mà chúng ta chiếu tia UV từ mặt trước cho vào cả mặt sau thì tròng kính nó đều đổi màu rất là tuyệt vời. Nó đến từ cái khả năng chống tia UV hai mặt, tức là nó sẽ cho UV từ mặt sau xuyên qua và phản xạ lại tia UV từ mặt trước, nó sẽ đem đến cho chúng ta những cái khả năng đổi màu
nhạy nhất cho phôi trọng kính đổi màu Gen 8. Và bên đâu rất là cảm ơn sự ủng hộ của chú Tôn Gia Văn với một cái cặp trọng kính có thể nói là vô cùng là cao cấp ngày hôm nay, và rất mong chú sẽ hài lòng với thành phẩm này tại Belo. Và trọn bộ thành phẩm này thì cũng đều được mài lắp bởi robot mài lắp Exilor Delta 300, đem đến cho chúng ta cái độ chính xác cao nhất về tâm ngang, tâm dọc, giúp cho chúng ta phát huy tốt nhất được cái cặp tròng kính đa tròng thượng lưu của chúng ta. Ok rồi, và rất cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ các anh chị, và rất mong sẽ tiếp tục gặp lại các anh chị trong các video clip tiếp theo. Và Belo xin phép được kết thúc video clip ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.